Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Trần Nguyên Hoa Cảnh. Thì bây giờ cũng là thời điểm bước qua nửa cuối của tháng 10 âm lịch rồi các bạn, cũng là những cái tháng cuối của năm rồi. Thì việc chăm sóc mai vào những tháng cuối này, theo mình thấy á, thì nó có 3 điều các bạn cần phải nhớ lưu ý nha các bạn. 3 điều đó là: thứ nhất là mình phải giữ ba công việc mình phải nhớ, đó là thứ nhất mình phải giữ cho cái tán lá nó không có bị rụng đột ngột nha các bạn, tức là nó phải cái cùi lá nó phải chắc á, nó phải xanh được chừng nào thì tốt chừng nấy nha các bạn, đừng để nó già nó khằn. Thì qua giai đoạn cuối năm rồi á thì lá nó buộc nó phải khằn thôi. Cái thời gian sống của nó, cái dòng đời của lá thì tới giai đoạn này nó cũng phải khằn lại, nhưng mà mình giữ được bao nhiêu thì giữ. Còn cái công việc thứ hai á, là các bạn phải bảo vệ được cái nụ nha các bạn. Cái nụ của bạn bây giờ bảo vệ nó là mình phun thuốc sâu rồi đó để bảo vệ nụ. Còn cái công việc thứ ba á, là mình phải điều chỉnh được cái kích thước của nụ, để cho nó nụ nhỏ thì mình làm cho to lên, nụ to thì mình kìm lại, còn nụ trung bình thì mình vẫn giữ cho ổn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ phân tích vào từng nhiệm vụ một. Thí dụ như để giữ cho cái bộ lá xanh á, thì các bạn nên tưới nước cho nó, bảo đảm cho nó đủ nước nha các bạn. Về vấn đề nước tưới á, thì theo mình thấy thì chỉ cần rút ra một câu đơn giản thôi, là tưới theo nhu cầu. Thí dụ như cái cây lá nhiều thì nó tiêu thụ nước nhiều quá thì các bạn phải tưới nước nhiều thôi. Cây lá ít thì mình tưới ít nước, cây không có lá thì không tưới nha các bạn. Thì có nhiều bạn cũng hỏi mình trên Zalo lẫn trên YouTube á, là cái cây mà nhiều khi mình các bạn mới sang chậu á, các bạn cắt tỉa hết lá mà các bạn tưới nước nhiều quá thì lúc đó là nó úng rễ nó chết cây á. Tại vì lá nó đâu có quang hợp, nó hút nước lên đâu, mà các bạn tưới nước vô nhiều quá thì cái rễ nó cứ ẩm riết, cái nó bị thúi cái rễ, y như các bạn nhúng cái rễ vào cái ly nước vậy đó, thì cái rễ nó sẽ bị dập, nó thúi thôi. Nó tại vì nên nói tóm lại là tưới theo nhu cầu của cây, là nó chi tiết thì nó rõ ràng nhất nha các bạn, tùy cái cây của bạn bộ lá nhiều hay ít thôi. Thì ở miền Đông Nam Bộ của mình bây giờ nó cuối tháng 10, nó cũng hết cái mùa mưa rồi các bạn. Ông bà xưa thường có câu là ông tha bà tha đánh cái lục mùng 3 tháng 10. Đó, mùng 3 tháng 10 là có một trận mưa lớn thôi, mà bây giờ là cuối tháng 10 luôn rồi, nó sắp qua tháng 11 rồi. Mưa lớn thì không còn, nhưng mà chỉ còn mưa phùn thôi. Hoặc là, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ còn bị ảnh hưởng của bão. Tại Việt Nam mình có khoảng, mỗi năm có khoảng mười mấy cơn bão rồi. Bây giờ mới hết bão số 6 thôi, chắc cũng còn mấy cơn bão nữa. Thì mưa nó, bão thì ở trong đây thì nó sẽ ảnh hưởng là bị mưa dầm thôi, chứ không có lốc xoáy gì hết á. Nó sẽ có mưa dầm thường ở trong đây. Nếu mà bão lớn thì mưa khoảng 20 dầm 2 ngày hoặc là 1 ngày, chứ không có nhiều. Đó, thì cái vấn đề nước tưới nó quan trọng lắm nha các bạn. Thì tùy cái cây của bạn lá nhiều hay ít thì tưới nước nhiều hay ít. Ít nhất ngày cũng phải 2 cử nha các bạn. Còn nếu không được, không sắp xếp được thì cũng phải ngàn cử, chứ đừng có bỏ nước nha các bạn. Đừng có bỏ nước. Cái cây mai á, thật ra cả năm luôn á, mình vẫn là nên tưới nước. Trong mùa mưa thì nếu đủ nước thì thôi, còn hầu như mình phải nhớ cái nhiệm vụ tưới nước. Thì cái kinh nghiệm mà nhà nông người ta truyền lại là ta nói là nhất nước nhì phân tam cần tứ giống rồi các bạn. Nước là đứng hàng đầu á, cây thực vật không có nước thì nó không có sống được đâu. Về cái vấn đề thứ hai á, là vấn đề mình phải bảo vệ được cái nụ bông của nó để nó nở nha các bạn. Thì nói chung là bảo vệ, hay gọi đúng hơn là chăm sóc cái nụ bông nha các bạn. Tại vì thì cái clip gần đây mình có chia sẻ về các loại thuốc trừ sâu đó các bạn. Các loại thuốc đó là nó trị sâu trên lá lẫn là trị cho nụ luôn đó các bạn, chứ không có loại thuốc nào riêng để trị nụ đâu. Thì các bạn nên phun thuốc á vào, theo mình thấy thôi, theo cái cách mình làm là nên phun vào ban đêm. Phun vào ban đêm, rồi sáng hôm sau các bạn rửa xương nó, rửa nó. Sáng hôm sau các bạn rửa tưới cây, rửa lá luôn. Có hai nhiệm vụ là mình phun lên lá thì mình rửa xương, với lại rửa trôi cái thuốc đó luôn. Tại vì các bạn phun, thí dụ như 9 giờ tối các bạn đi phun đi. Đó.
9 giờ tối các bạn phun, cả nhà ngủ đóng cửa rồi đó, thì các bạn phun. Thì đến 6 giờ sáng hôm sau thì nó cũng đã khoảng là 8 tiếng đồng hồ rồi, 7-8 tiếng đồng hồ rồi. Thì cái thuốc đó nó đã giết hết mấy con sâu rồi. Các bạn rửa nó đi chứ để thuốc trên đá làm gì, không cần thiết nữa. Đó là như vậy ha. Giữa phun thuốc để trừ sâu trên lá lẫn là sâu mà hại nụ luôn đó. Còn các loại thuốc gốc đồng thì các bạn cũng luân phiên thôi. Việc phun thuốc thì nói vậy thôi chứ khoảng 15 ngày các bạn làm một lần, 15 ngày làm lần là được rồi. Phun nhiều quá cũng đâu có tốt. Nó phun nhiều quá thì nó hại cây thêm. Khi trong khoảng thời gian 15 ngày thì các bạn phun cái con sâu nó chết rồi đó, thì nó bảo vệ được 15 ngày các bạn phun nữa vậy thôi, chứ không cần phải phun quá đặc ha. Quá khích nhau cũng không nên. Về vấn đề thuốc trừ sâu, các bạn cần phải nhớ một chi tiết nữa là phải xen kẽ các loại thuốc nha các bạn. Các loại sâu nó có cái tính là nó kháng thuốc đó nha các bạn. Nó là cái gen kháng thuốc của nó truyền lại, tức là mấy cái con nó quen với cái loại thuốc đó, các bạn cứ phun riết thì mấy cái đời sau của nó là nó không chết với cái loại thuốc đó đâu. Các bạn đều phải đổi qua cái thuốc khác. Thuốc trừ sâu thì rất là nhiều nha. Gần khoảng mình thấy khoảng chừng tới khoảng 30-40 loại thuốc trừ sâu lần. Các bạn mua cái loại mà có tem màu xanh lá cây á, thì nó đỡ độc hại hơn thôi. Cái tem màu vàng thì độc, màu xanh dương thì nó cũng đỡ, màu xanh dương cũng đỡ hơn. Nhưng mà màu xanh lá cây là an toàn nhất nha. Về cái vấn đề thứ ba là vấn đề kích thước nụ á các bạn. Thì nói chung là tới thời điểm này thì theo cũng có thể có cây nó có nụ nhỏ, nụ vừa và nụ to nha các bạn. Nhưng mà có lẽ là cái cây ở nhà các bạn thì nụ nó cũng đã to dần lên rồi. Thì để cho cái màu sắc nó qua nó đẹp hơn á, thì các bạn có thể trong cái phân bón nó có kali nha các bạn. Nếu muốn đơn giản nhất á, thì các bạn mua kali đơn á, 1 kg khoảng 7.000 hay 13.000 gì đó 1 kg. Các bạn rải ít ít thôi. Không thì lấy tro bếp đó các bạn, cái tro bếp rải ít ít lên trong xin lỗi nha, mình nói là cái tro trấu hung á, chứ không phải là tro bếp nha. Tro trấu hung nó có kali với lại canxi á. Canxi thì nó chắc cây, chắc bông. Kali thì làm cho bông nó sẽ có màu cam á, nó rực hơn. Cái bông mà thật sự cái bông các bạn muốn có màu cam mà nó rực hơn chút thì thật ra nó phải quang hợp với ánh nắng nhiều quá thì nó mới có được có màu cam. Như là bạn bổ sung thêm kali nữa. Rồi. Còn đối với những cái cây mà nụ to quá các bạn, cây nụ to quá thì các bạn đưa vào mát thôi, đưa vào mát. Tưới nước. Nếu có thể có điều kiện thì các bạn tưới nước cứ tưới nước cả ngày luôn cho nó lúc nào cũng ẩm cho nó mát hết. Đi phân hữu cơ Dynamic viên rồi đó. Đó. Hoặc là phân bánh dầu, những cái loại mà các bạn pha vào nước các bạn tưới lên đều được hết. Các loại mà phân hữu cơ lỏng thì mình pha vô mình tưới xuống cây nó hút nhanh hơn. Còn phân Dynamic thì các bạn phải ngâm hoặc là nghiền nó ra rồi ngâm rồi tưới cũng được. Tại phân Dynamic viên là nó là giống là phân hữu cơ tăng chậm nha các bạn, nó cũng rất tốt nha, nhưng mà nó tăng chậm thôi. Mình bón vô thì mình nó chưa tan xuống cây, nó chưa có ăn lên được nên mình chưa thấy hiệu quả. Đó là nụ to với nụ vừa nha các bạn. Còn nụ nhỏ thì các bạn chặn đọt nó đi. Một số cây trong vườn nhà mình á, mình có chặn đọt nhưng mà mình thấy là do cái trời lạnh á, nó cũng không lớn lên được nhiều nha các bạn. Nụ nhỏ thì các bạn có thể phun 6-30-30 hoặc là 6-32-32. Và đi thêm một tưới gốc 6-30-30 hoặc là 6-32-32 vào gốc. Các bạn làm chừng 2 lần thôi, xử lý 2 lần cách nhau 10 ngày là các bạn thấy cái nụ nó sẽ to lên liền ha. Tại vì cái lân á, nó làm cho cái rễ nó sinh ra nhiều, còn cái kali làm cho rễ nó dễ hút nước lên. Hai cái thứ đó nó sẽ làm cho cái dòng nhựa nó, dòng dinh dưỡng nó lên nhiều quá, nó sẽ làm cho cái nụ to lên thôi. Còn có một số cây các bạn có nụ to nụ nhỏ thì theo mình á, thì nếu mà có nụ to nụ nhỏ thì các bạn quan sát cái cây, nụ to nhiều hay là nụ nhỏ nhiều thì các bạn buộc phải hy sinh thôi. Nếu mà nụ to nhiều, nụ to mà nó ít mà nụ nhỏ nó nhiều quá thì các bạn có thể lấy kéo cắt luôn những cái nụ to nó đi để dồn nhựa đuôi những cái nụ nhỏ cho nó to lên đều đồng đều với nhau, thì
mình hy sinh những cái nụ to để tiết kiệm cái dòng dinh dưỡng cho nó nuôi là những cái nụ nhỏ cho nó đều lên đó. Thì Tết nó sẽ nở đều thôi, nở đều, nở rộ đó. Mình thấy có một số người thích chơi cây theo kiểu là nở bông nở chuyền á, tức là nụ to nở trước rồi tới nụ trung bình thì nó nở tiếp theo, rồi tới nụ nhỏ nó nở, tức là nó chuyền chuyền nhau vậy. Còn có người thích chơi nở rộ, tức là nở mà một lần nữa nở hết đó, một lần nữa hết thì các bạn cắt bỏ những cái nụ to đi, nhưng giữ lại những cái nụ mà nó bằng nhau hết, bằng nhau, cầu bằng nhau hết, rồi khi nó nở thì nó sẽ nở cùng nhau, nó nở thì nó sẽ rực thôi. Rồi, cái clip của mình nói về việc chăm sóc mai vào cuối tháng 10 âm lịch cũng như là cuối năm luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Hân chào và hẹn gặp lại.